Nguyệt, cô đấy là chị Điểm. Chị Điểm, phó chủ tịch, phó chủ tịch nhân xã. Dạ, bên chủ tịch hân hạnh biết các chị và bên hân hạnh biết em. Và cảm ơn em Bình dẫn chị đến nơi đây. Và đây là cái phong cảnh nào em có giới thiệu lại một chị. Chị em giới thiệu với chị Điểm, đây là bên đoàn của đạo diễn Phương Dừa. Dạ. Em là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Thấy quen. Về nhà mà đoàn đến tặng giúp đỡ cho gia đình của bên trên địa bàn xã Phú Trinh của mình. Thưa bên là thành phố và cũng như là các đoàn huyện, ngày hôm nay thì là vì xã Phú Trinh rất là vinh dự và tự hào khi để được đến nhận được thông tin về phía đoàn thượng viện đã hối có cái lòng hảo tâm, lòng hỗ trợ đến nhà khó khăn nhất trên địa bàn xã Phú Trinh. Và trong đợt lũ vừa qua thì cũng đã làm sạt lở đằng sau nhà bếp, cũng đã hư hỏng một số tài sản lẫn như là cái nhà cũng bây giờ hiện tại là cũng hai đằng sau và đằng trước cũng hỏng hết. Thế về gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn về một ố là phải nuôi một con thì không có thế là cũng mà điều kiện gia đình cũng rất là khó khăn, chăm sóc đai thì cũng rất là không có được hưởng một cái gì cả, nên là cũng khó khăn, nên là về cái vật về phía xã thì cũng không có một cái nguồn nào cả hỗ trợ cả. Thế để nhân danh như thế này thì là được cái hỗ trợ của đoàn thì về phía xã rất là chân thành cảm ơn và không biết nói gì hơn nữa, không biết nói thật sự là mình lòng cảm động với gia đình, hoàn cảnh gia đình xây xã với các đoàn đấy là nhà này là gia đình đã được tặng. Dạ em đầu tiên là cảm ơn bên ủy ban đã giúp cho tụi em tìm được những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong xã để mà có thể giúp đỡ quý bà con mình. Thì thưa với chị đó là đoàn của chúng em phải bắt buộc chia thành ba nhóm. Nhóm của Khương Dừa đó là tại vì đường sạt lở cho nên không cho phụ nữ chúng em đi, thì Khương Dừa phải đi vào bên trong chỗ Bảo Lạc rồi chút nữa tối nay đó để coi cái tình hình là cái đường xá có thể đi lại tốt được chưa thì mới cho tụi em đi. Và đến bây giờ đoàn của tụi em phải chia ra làm hai nhóm tại thành phố, thì đó là em nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và Thùy Kim Khiết bên doanh nhân sẽ đi một cái đoàn bên kia. Để mà trong ngày hôm nay tụi em mong muốn là tất cả những cái đồng tiền thương yêu này đem đến chia sẻ cho tất cả quý bà con mình một cách thiết thực nhất đó, để qua những cái cơn khốn khó trong cái mùa dịch bão này và không có cái thu nhập kinh tế để mà lo cho cuộc sống. Thì em đầu tiên là cảm ơn bên ủy ban xã, rồi bên tất cả mặt trận tổ quốc, rồi cảm ơn bên hội phụ nữ đã thương yêu mà lo lắng cho các hộ ở đây. Thì nhà em thấy đẹp, thì đây là một cái nhà của cũng là nhà được tặng nhà nhân ái, nhà dân ái. Dạ, rồi của Liên Tâm ạ. Vâng. Dạ. Do quỹ thiện thiện hỷ Liên Tâm tặng ạ. Dạ trời. Của Thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. Cũng là bên chi hội của Thành phố Hồ Chí Minh lên tặng. Vâng. Dạ. Đúng là miền Nam của chúng em lúc nào cũng có duyên được hỗ trợ những cái công việc thiện nguyện như vậy. Vâng. Nhưng mà nói thật sự ra nếu mà không có sự liên kết với bên các chị đó thì có lẽ tụi em cũng không có được những cái hữu duyên như vậy. Dạ. Thôi bây giờ mình vào để mình trao quà và tụi em sẽ đi tiếp các nơi khác. Đây là đang bị sạt lở đây ha. Đó, nhà đã được mà có sự hỗ trợ xây cất tốt như vậy rồi mà còn bị sạt lở hư hảo do bão gây ra nguy hiểm quá. May mà mình không thiệt hại về người mà cũng di rời con người đi trước rồi. May mà không có cái giường ở đây là nếu mà không người di rời là may mà cho con người ra khỏi trước. Trước khi có cái trời mưa to cái hai ngày vừa rồi ạ. Đúng là cái này tốt này. Cái này bên nhà mà bên cái nhà tốt nè. Dạ. Rồi đi ra đi. Đây là một cha nuôi một con hả chị? Đúng rồi, một cha một con. Đây là người bố cháu của nhà. Có bố, nhưng mà bố là đi chiến tranh miền Nam thì sau 1974 thì là bố về, thì hiện tại thì có ốm đau suốt đi viện. Dạ. Bố đi thường xuyên là đau dạ dày.
Dạ. 17 tuổi là đi lệnh động viên đi rồi. Dạ, rồi bây giờ đây là người con. Dạ, em đây là dạ. Con xong này là lại có vợ thì có một cháu bây giờ ở bên ngoài. Dạ. Thì được bà ngoại nuôi, bố bà ngoại nuôi, mẹ thì lại sinh cháu ra những con nhỏ là bố con đi rồi. Thương quá. Vâng, thế là cháu khá tự nuôi một bố một con. Dạ. Và cháu nuôi con. Dạ. Rồi ông em ơi, gà trống nuôi con ơi. Vâng. Bây giờ bố mình đâu rồi em? Bố ở trên. Bố ở nhà bố ấy. Ở bầu láng trên kia đó, chị mời em vào đây. Vâng. Dạ, rồi. À, thì thôi đoàn thiện nguyện của chị trời mời em qua đây cho ánh sáng nó đẹp. Được bên thiện nguyện đã cho mình cái nhà cũng được ha. Thì bên đoàn thiện nguyện của chị là bên Tim Khương Dừa, nghệ sĩ ưu tú Học Huyền, bên Thủy Kim Khuyết và một nhóm anh chị em của tụi chị. Là bây giờ là chị gửi trao tặng cho em. Và để phụ một phần nào để giúp cho chị để lo cho bố và con của mình. Dạ. Của ít nhưng mà lòng nhiều. Mong rằng là em sẽ vượt qua những cái lúc khó khăn này. Và sau khi mà bão ổn định rồi đó thì công ăn việc làm sẽ ổn định hơn. Và để có thể tiếp tục lo cho bố và lo cho thằng con trai của mình ha. Cảm ơn ạ, chân thành cảm ơn chị ạ và đoàn anh chị ạ đã quan tâm đến em, gia đình ạ. Gia đình em đang khó khăn lắm, không có khả năng ấy nữa, bố già nữa, cũng không có khả năng lao động nữa chị. Chủ yếu là em thôi. Rồi bây giờ em đang mẹ làm gì? Mất sớm. Mẹ bị ung thư dạ dày, mất từ lúc cháu còn nhỏ. Đi làm thuê các thứ. Làm thuê thôi cho chị lau mồ hôi nha. Thấy mồ hôi thương quá. Rồi làm thuê về cái ngành gì? Chị nói cho chị để chia sẻ là biết đâu là sau cái đoàn thiện nguyện của chị rồi có những cái vị nào đó sẽ đến đây là tiếp tục hỗ trợ cho bố rồi em rồi lo cho con em nữa. Hiện tại em đang đi học tập để làm phụ người ta để chuyển nghề chuyển sang lái xe chị ạ. Lái xe rồi. Vâng. Rồi bây giờ học rồi lại ra bằng lái xe chưa? Vâng, em có bằng rồi nhưng mà chưa ấy, bây giờ đang đi học để chuyển sang lái xe. Nhưng chưa ấy mấy đang chuyển nghề. Đang chuyển. Trước là cũng đi làm phụ các thứ, bây giờ là đang chuyển nghề chuyển sang làm nghề khác chị ạ. Bây giờ là quyết định là chuyển sang ngành lái xe. Vâng. Là học có bằng lái xe chưa? Vâng, em có. Có rồi nhưng mà vẫn chưa có cái cơ hội phải không? Vâng. Chưa có cơ hội, đang bảo vệ cho chưa có cơ hội phải không? Vâng. Rồi còn lúc trước thì làm gì cho chị hỏi thăm thôi, cứ thương quá. Hôm trước em cũng đi làm ở nhà cũng đỡ ở nhà thì cũng làm ruộng. Không là thỉnh thoảng đi làm phụ hồ chị ạ. Phụ hồ. Vâng. Phụ hồ. Ở nhà vẫn có ruộng vườn làm giấy nhưng mà lại không ở nhà không lại không đủ tiền trang trải sinh hoạt, bây giờ con lại đi học chi phí không nhiều chị ạ. Rồi vậy thôi. Thương yêu quá. Con năm nay là năm lớp 10 rồi đấy. Thầy con trai mình lên tới lớp 10 rồi. Vâng. Rồi để mai mốt rồi sẽ có những cái lúc mà con mình nó sẽ học tiếp tục. Thì em theo dõi qua link của Khương Dừa giúp chị. Cô chị có một cái chương trình là học để đổi đời. Học để đổi đời. Thì nếu con của mình mà nó là những học sinh khá hoặc là học sinh giỏi đó thì sẽ liên lạc với tụi chị, thì tụi chị tiếp tục sẽ là bảo trợ cho những cái học suất học bổng mà có thể là nuôi học hết năm này tới cho bé vào đại học, hoặc là có khi nuôi đến khi nào mà hết tiền thì thôi. Dạ, cái chị nên liên lạc với tụi chị thường xuyên ha. Dạ, cảm ơn tụi chị. Dạ. Vâng, đây cháu đang rất là cần. Cô đây là ai? Đây cô họ, bố của cháu này là anh trai, bố của cô là em chú. Là chú bác ruột. Vâng. Dạ, là tính gọi là cô đó, cô bên chú bác ruột. Vâng. Trời ơi, chị tốt bụng quá luôn. Vâng, cũng rất là thương cháu, nhưng mà cũng ở đây nói chung là bọn tụi chị thì nông thôn cả. Thì cũng rất là khó khăn, cũng không giúp gì được vì cháu đi làm xa. Thì cái hôm mà sạt lở đó thì là cũng đại diện cho xóm, thì cũng về anh cán bộ phụ trách xóm đó vào là thấy cái nhà đã vùi hết rồi. Thế thì mới gọi cho anh trai cháu này là nhà bị sạt lở rồi. Thì vào là đã thấy như này, may là trước thì có cô ruột của cháu này là nằm ở chỗ này. Cô ấy đang bị tai biến mà nằm ở đây. Dạ. Thì may cũng vừa cho ra nhà chú thì là nhà cũng bị sạt lở. Dạ. Là vui, nếu may thì là cũng còn may mắn. Vâng. Là nhà hư hao nhưng mà con người của mình vẫn còn bảo vệ được.
Đó, thì thôi mình cứ cố gắng từng ngày anh em ha. Rất là cảm ơn đoàn. Dạ. Chị giúp cho gia đình. Dạ. Thay mặt gia đình, thay mặt xóm thì cũng rất là cảm ơn và chúc cho đoàn luôn có chương trình để ủng hộ cho các người nghèo như chúng tôi. Dạ. Đoàn cả nữa tụi em luôn cố gắng. Rồi. Rồi thôi chị ký à, chị ký ha. Cho anh này nhận tiền. Anh này ký. Dạ, ký 20 triệu. Dạ. Đây ạ, anh ký đi ạ. Đây đây là giấy biên nhận tiền đi ạ. Anh nhận tiền vào đây ạ. Anh ký nhận vào đây ạ. Vâng, ký họ tên đầy đủ. Rồi, chị chụp kiểm là ổn định hết những cái thiên tai bão lụt rồi đó. Thì cái công việc của em ước mơ làm lái xe, tài xế lái xe sẽ thành hiện thực nha. Rồi rồi mai mốt lái xe mà có vào trong Sài Gòn thì đi kiếm tụi chị nha. Vâng vâng, em cảm ơn chị. Có việc thì tay nghề cứng cho em rồi. Dạ. Dạ thôi, bây giờ mình đi luôn đi. À, rất là ra chụp hình. Ra chụp hình, nhưng mà để chị lại tiếp tục. Chị về đây. Vẫn hỏi bảo là đoàn của em là có 4 anh chị em ạ, cho chị xin một kiểu ảnh để làm lưu niệm, sau đó là chị sẽ đăng tải trên mạng để cho mọi người sẽ biết tinh thần đoàn có lòng hảo tâm để đến hỗ trợ cho gia đình cháu Kiệm. Chị dạ. Muốn như vậy thôi. Dạ chị. Vâng. Giờ mình chụp hình ha. Vâng. Để vâng. Để xong chú Kiệm sẽ ký hết mấy cái giấy tờ xong rồi cái rồi mình chụp hình. Vâng. Thế chú người ủng hộ kinh phí trên đây là ghi là gì ạ? Dạ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Dạ, nghệ sĩ ạ. Tim Khương Dừa. Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Huyền, Tim Khương Dừa. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, không có Nguyễn. Nghệ sĩ để quên điện thoại bị mang rồi hả? Dạ. Chút chữa chụp rồi có gì chị gửi lại cho các em sau. Không cần không phải lấy cái này photo của chị Huyền một tờ. Chị Huyền ký cho em một tờ này, ký nữa đi. Còn điền cái này cho xong. Chị Huyền ký đây, ký đây. Cái này hả? Vâng. Tụi em đi tới bây giờ là phải chia ra ba nhóm đó chị. Đạo diễn Khương Dừa là sẽ đi vào đàn ông á, sẽ đi vào trong Bảo Lạc, nơi đang sạt lở. Thì bây giờ đi dò đường trước rồi mới cho nhóm phụ nữ của tụi em đi. Rồi nhóm phụ nữ của tụi em hiện giờ đã phải chia làm hai team. Mỗi team thì vẫn có một anh chàng đàn ông đi theo bảo hộ. Thì đây là Sơn bên Bánh Tráng Thiên Nhiên, trong cái group ban giám đốc của Bánh Tráng Thiên Nhiên cũng đi hỗ trợ cho đoàn. Đó, còn bên kia thì là bên Thùy Kim Khiết, bên doanh nhân. Với lại trang LTV đó, tụi em phải chia ra mới làm kịp để cho khuya hôm nay là tụi em sẽ đi vào Bảo Lạc tiếp tục. Vâng, có tấm lòng cùng nhau thanh niên, nhưng mà thanh niên ở Cao Bằng thì rất là hoàn cảnh thì là thanh niên ở chỗ quê hương Bắc, quê hương thứ hai của Bắc thì khá giả thì đến động viên cho anh em thì cũng mong là cháu luôn mạnh khỏe. Yeah, đấy, mọi việc gia đình hạnh phúc. Rồi vậy thôi nha, em chào chị nha. Vâng. Em đi nha. Rồi chúc sức khỏe lại gia đình thôi nha. Vâng, cảm ơn nhiều. Trời ơi, có trâu nữa kìa. Đường thì đi giống như là mình đang đi Lambada nha. Rồi chút nữa rồi chụp với các chị sau nha. Các em với các chị sau nha. Nhưng mà để mình phải đi hết cái khu vực này đã. Đi hết cái khu vực này đã. Đã nhận ra biết chị à? Xem trên TV. Xem trên TV. Xem từng cái chương trình đi. Có coi Ngôi Sao Miệt Vườn của Khương Dừa không? Dạ, trên Khương Dừa đấy. Đó. Mấy chị sắp sửa ra cái phim Sầu Riêng. Dạ, trên Linh nghệ sĩ Ngọc Huyền Official, các em cứ đánh Ngọc nghệ sĩ Ngọc Huyền Sầu Riêng là nó ra. Thứ 6 này nè, ngày mốt đó. Ngày mốt này đã là ra phim mới của chị á. Cảm ơn các em. Quý bà con, thì bây giờ Ngọc Huyền đang đến một cái hoàn cảnh mới nữa. Những cái hoàn cảnh mà khó khăn, cần cái sự giúp đỡ về kinh tế cũng như là tinh thần.
Mà sau cái bão lụt thì gần như là mọi việc đều kiệt quệ hết. Cho nên rất cần sự chung tay, chung sức, chia sẻ thương yêu của mọi người. Dạ, rồi bây giờ chúng ta vào trong ha. Nói chung là cũng đã được dọn dẹp rồi, chứ còn không thôi là còn thê lương hơn nữa sau cái mùa lũ lụt. File này cho em, nhưng mà chị sẽ liên hệ để lấy số điện thoại của hết từng người này. Vâng, vâng. Đấy, nhưng mà chị muốn gửi cho anh. Em gửi cho anh cũng rồi, xong em gửi cho này. Đấy, thì em phải cho thịnh số điện thoại. Số Zalo. Rồi em Bình ơi, bây giờ Bình giới thiệu sơ sơ cho chị trước. Đến nhà đi ha. Vâng, đi một tí nữa chị ạ. Đi một tí nữa ha. Là lúc bữa nước nó có ngập lên tới đây không em? Lên ở đâu ạ? Vùng trũng nhất đây đó hả? Vậy thấy nước vẫn còn động nè. À, vùng này là vùng ngập lụt cao nhất. Lên mấy mét vậy em? Ờ, cái đưa cái microphone cho chị giới thiệu với chị Ngọc Huyền, đây là anh Nông Văn Hiệu, chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Gia. Dạ, vâng. Chị chào em. Bên mặt trận, dạ xin hân hạnh chào. Dạ em. Đây là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền ạ. Vâng, cho đoàn là đạo diễn Phương Dừa. Vâng, sẽ đến là ủng hộ cho phường mình tổng Tân Giang là ba dạ, hộ ạ. Ba hộ. Ba suất ạ. Vâng ạ. Công nhận là ở đây trũng sâu quá nè. Trũng sâu ạ. 2 mét hả? Vâng. Ngập tới 2 mét luôn. Vâng, vâng, thấp hơn cái kè bờ sông. Ồ. Nước đây ngập hết cả chuối đây. Ngập hết cả chuối luôn. Vâng. Nhưng mà cũng may là nó rút rồi đó. Vâng, thì đã. Hôm sau thì nó rút. Dạ. Hôm sau là rút rồi. Dạ, không kịp dọn cho nên đồ hư hao nhiều lắm luôn. Dạ, con chào bác. Dạ, con chào bác Hoàng Tuấn Văn. Bác Hoàng Tuấn Văn là hộ độc thân, hiện nay thì cũng đang bệnh tật nữa. Dạ. Bác không có lương hưu, bác không có lương hưu, bác có nguồn thu nhập xã hội thôi ạ. Ờ, không có lương hưu, không có gì hết, và cũng không có nguồn thu nhập gì hết. Dạ, mấy rồi năm trước thì đi làm thuê nhưng hết tuổi rồi, không có công ty nào gọi nữa. Dạ. Rồi mấy ngày lũ lụt rồi bác sống sao? Mấy ngày thì lại lên trên hàng xóm này ở trọ thế thôi. Dạ. Được bên chữ thập đỏ thành phố với chữ thập đỏ phường hỗ trợ. À, được 2 triệu rưỡi bên hội chữ thập đỏ phường với thành phố hỗ trợ thôi. Vâng. Rồi bây giờ sức khỏe sao? Sức khỏe của bác sao? Sức khỏe thì nói chung có bệnh mãn tính thì hen mấy lại phổi ấy, bệnh phổi ấy. À. Thì vẫn cứ uống thuốc thế thôi. Dạ, rồi bây giờ sống và thu nhập bằng cái gì để sống mỗi ngày ạ? Cứ đại khái ai bảo đi làm cái gì thì mình đi làm rồi ai làm, chị kiếm ngày được ai quý thì cho 50, 30 này. Vậy thôi giờ trước nhóm thì còn có các em, có một em gái còn hỗ trợ nhưng mà bây giờ nó ung thư rồi này, đang chạy hóa trị ở dưới Hà Nội ấy. Dạ. Chả giúp được gì đâu. Trời thương quá. Hữu duyên cái đoàn của tụi con. Vâng. Con là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Vâng. Rồi có team của bên con là em đạo diễn Khương Dừa. Dạ. Và một số những người thân yêu của tụi con, em bên Thùy Kim Khiết rồi Bánh Tráng Tân Nhiên. À. Thì tụi con chia ra tới 3 nhóm lận. Thì hôm nay là con hữu duyên được đến cái đến mà tận tay để trao quà cho bác. À. Thì thôi con xin gửi bác 20 triệu. À. Dạ rồi thôi bỏ vô ngân hàng. Rồi tiếp tục lấy cái, nếu mà chưa có cái công việc gì làm để mà ổn định mưu sinh hàng ngày thì thôi lấy cái tiền ngân hàng tháng dạ vào để mà lo cho cuộc sống. À. Thì hy vọng là có những cái nhà thiện nguyện nữa để mà có thể tiếp tục bác lo cho sức khỏe cũng như là không có phải chật vật nữa. Vâng. Dạ. Ở đây thì
Con trao cho bác 20 triệu. Dạ. Mỗi cái này là 5 triệu, 4 sắp như vậy là 20 triệu ạ. À, thế xin đoàn ạ. Nhà hảo tâm coi như là giúp đỡ cho anh ạ. Dạ. Thì cũng em cũng đại diện cho lãnh đạo của Ủy ban nhân phường, cũng thay mặt nhân dân trong phường Tân Giang rất là cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền đã đến giúp đỡ cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong cái cơn bão số 3. Dạ. Thì cũng thay mặt các cái đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương thì cảm ơn đến nghệ sĩ Ngọc Huyền, thì chúc các đồng chí luôn luôn sức khỏe và gặp nhiều thành công trong cái cuộc sống, và cũng mong rằng thì đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm đến nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trên cả nước. Xin là cảm ơn. Dạ, dạ, lúc nào tụi em cũng luôn cố gắng và đồng hành. Dạ. Dạ. Tại vì mọi người gọi bác em gọi bác theo. Dạ. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Huyền. Dạ, em cảm ơn anh. Nghệ sĩ càng sức khỏe, xin gái ra. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, 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 cảm ơn. Ngồi ạ, vào nhà ngồi. Dạ. Chứ vào nhà ngồi một tí. Dạ, dạ. Chúng ta vào tham quan. Dạ. Tham quan nhà, nhà thì là mái, mái tấm lợp đi vào đô xi măng. Dạ. Đây đây. Xin mời đây. Kế đây có quạt, thì có cái tường vẫn còn ướt kìa. Vẫn còn nước nè. Đây cái miếng ngập nè. Trời ơi, đúng rồi. Mới khô thôi mà. Mới bắt đầu khô thôi à. Vâng. Dạ, là lúc đó thì là bác chạy lên trên đồi cao à? Chạy lúc đầu thì lên gác, xong rồi là một lúc không cảm thấy không ổn rồi thì bơi ra ngoài thế thôi. Thế tôi nói nghệ sĩ với cả đoàn như này, đây là lần thứ 100 năm nay, tức là khoảng 15 ngày đây, lần thứ 2. Lần thứ 2, đợt này lần thứ 2. Thì cũng là tới đây, lần thứ nhất tới đây. Dạ. Cái hôm 15, 25 đấy. 23 đến 25. Đấy, 3 ngày. Thế còn lần thứ 2 thì nó còn cao hơn. Lần thứ 2 thì cao hơn. Bởi vì cái chỗ này, cái chỗ trũng nhất ở vùng tôi, khu vực này. Rồi trong cái khu xã mình có ai bị thiệt mạng không ạ? Không, không có. Dạ, được may mắn là chính quyền địa phương báo trước về bão cho nên cũng đã di dời dân rồi. Dạ, quý quá. Đó, thôi, thiệt hại vật chất còn đỡ hơn là thiệt hại nhân mạng. Cái đó được tính ra thì đó là mình cũng mất mát nhiều, nhưng mà tính ra là... Dạ, em cảm ơn các anh. Tính ra là mất mát nhiều, nhưng mà mình vẫn có được giữ lại cái sinh mạng. Là một cái điều rất là may lắm rồi ạ. Một là sạt lở nó không ở đây, nó không có dân, người ta cũng không ở cái sườn núi đồi cao. Dạ. Hai là nói chung là những cái chỗ tôi là có cái con sông này là có cái bờ kè rất tốt. Dạ. Nó chắn nước lũ vào được. Dạ. Cho nên là nó không có vấn đề thiệt hại cả. Dạ. Thiệt hại của cái vật chất thì có, chả làm dạ. nào được. Với lại cái cuộc sống không được cải thiện được lúc lũ lụt thôi. Dạ, còn những cái nơi mà sạt lở nặng đó thì nó chết người có, dạ. mất tài sản có, dạ. mất của cải có. Tụi em cũng đang đi khắc phục vào ở trong đó, trong cái vùng bão lạc, vùng sâu hơn nữa. Dạ, dạ được rồi ạ. Thôi tại đây tụi em phải tranh thủ, vẫn còn những đây còn một hồ ở đây cạnh đây nữa. Hai hồ khác quá không sao. Dạ, dạ. Còn nó đường xuống, nó đường xuống. Những nơi sạt lở đó thì hiện giờ là đoàn vẫn chưa cho tụi em đi. Dạ, cho đây thì cũng có sạt lở nhiều nhưng mà cũng đã đi rồi, các hộ dân. Dạ. An toàn rồi. Dạ, an toàn rồi. Bỏ không rồi đấy. Dạ. Rất là lớn. Dạ. Thì nó là 23.000. Đây thì cũng đã đi rồi 4 hộ trên cái đỉnh núi. Dạ. Dạ. Ở trên đồi núi. Đồi núi á. Dạ. Đây là khu vực đồi núi. Dạ. Đây là bờ sông. Đằng sau là đỉnh núi. Dạ. Là cái sạt mưa lớn là nước là mưa nhiều là ngập úng là trên đồi các thứ là bị sạt lở. Dạ. Sạt lở. Dạ. Nên là cũng vừa rồi thì cũng là các cái kè đá của các hộ gia đình cũng sạt rất nhiều, nước tiến nước thì đang trên tỉnh. Dạ. 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 Bên nhóm thiện nguyện của tụi em mới đầu thì dự định
chỉ có em với Khương Dừa đó, chắc nhỏ tuổi chị ha, đây mới là anh ha. Dạ. Em là 78 rồi, vậy thôi là em chị rồi. Thì mới đầu là Khương Dừa với chị đó là dự định, tại vì thấy đau lòng quá, lúc mà 20 mấy tháng 8 đó chịu không nổi đau lòng quá thì tính là hai chị em đi thôi. Thì dự định là mới đầu có 500 triệu thôi anh ạ. Rồi sao cái rồi mọi người thương yêu là tới rồi những người thân trong gia đình, nói chung là tụi em cũng không có vận động những người ngoài. Dạ, mà tụi em vận động ở trong người thương yêu trong gia đình. Và tụi em tổ chức một cái đêm diễn giỗ tổ sân khấu cải lương, giỗ tổ sân khấu truyền thống. Đó, thì mới cùng với nhau hát rồi bà con thương mà con cho. Đó là chỉ trong đó thôi mà bà con thương lắm. Thí dụ em hát một bài là bà con cầm lên cả là 10 mấy triệu cho lận. Dạ, cho nên cuối cùng bây giờ là tụi em lên tới 1,5 tỷ. Và mới hồi bữa, hôm lúc mà ngày tối qua tụi em còn ở phi trường á, thì mới có 1,4 tỷ thôi. Xong rồi lên trên máy bay ngủ một giấc xuống là thấy là đại gia đình tổng kết là được 1,5 tỷ, là thêm 100 triệu. Rồi cuối cùng nữa là trước khi mà tụi em vừa đặt chân tới Cao Bằng, tại vì tụi em tới là 1 giờ đêm ở tại Hà Nội, xong là không ngủ luôn. Đêm vừa rồi đấy. Dạ, mới vừa đêm nay thôi ạ. Xong rồi không ngủ luôn, 2 giờ là xe đoàn đón đưa thẳng lên Cao Bằng là gần 8 giờ. Gần 8 giờ sáng là tụi em đi luôn đó. Không có nghỉ luôn, bây giờ chưa có về khách sạn rồi, chưa ngủ nghỉ gì hết. Đó, thì lúc đó là những gia đình đó, bạn bè thương yêu á, giống như mẹ em, rồi mẹ ruột em, rồi mẹ ruột chị, còn mẹ chồng chị là nữ danh ca Thanh Tuyền. Thanh Tuyền Trái Linh đấy. Đó, bolero giặt vàng đấy. Hình lại em biết phải không? Thấy chị rồi, nhưng mà hôm nay thì cũng rất là may mắn được gặp chị ở tại thành phố Cao Bằng này. Dạ. Rất là vui mừng. Dạ, thế là mọi người lại cho thêm 100 triệu nữa, thế là được 1,6 rồi nè. Dạ. Ở đây đó thì em nghe bên ủy ban nói thì cũng hỗ trợ để chia sẻ yêu thương một tí thôi, nhưng mà giúp đỡ nặng đó là phải vào trong bên trong các vùng gò núi đó. Thì bây giờ là Khương đang đi vào trong đó. Dạ. Thì tối nay để tụi em lo xong hết, chia sẻ yêu thương hết tất cả những hộ mà các anh khu vực mà các anh yêu cầu tụi em có thể giúp đỡ đó. Thì xong đó là tối là em với một nhóm nữa, phụ nữ thì lo đây trước, rồi phụ nam thì dò đường. Dạ. Rồi mong anh vượt khó nha, rồi mọi việc sẽ tốt hơn nha. Dạ, sức khỏe nha. Lúc nó cạn đó nó sẽ như vậy, mà bây giờ ngập là ngập lên luôn cả trên đường, ngập lên nhà dân luôn, thì biết là lũ mức độ như thế nào kinh khủng. Ngập lên ra đây mà sâu như vậy đó mà ngập hết luôn. Dạ rồi thôi, giờ cảm ơn Hiệu, cảm ơn mấy em, mấy anh chị, các em. Em coi xong rồi xem xét rồi cho chị ý kiến ha. Ở những cái có những hộ thì mình sẽ gửi thêm tiền, có những hộ thì mình thấy hoàn cảnh cũng khá ổn định rồi thì mình chia sẻ mô Phật hồng bạc ấy dè thôi, bạc ấy dè thôi làm hết hộ. Đây nè, đất còn nè, bùn đó mới rút thôi nè, nhìn là đất mình còn đến đây bùn non đó. Đúng rồi, không thể tưởng tượng. Hồi nãy mà lúc mà Sơn chụp cho chị đó, thêm cái hình thấy không? Rồi chị giơ luôn cái tay luôn, mà đúng là cái mức nước ở đó, mà chị nghĩ lúc đó là cái mức nước gọi là mức nước tạm thôi đó, còn sẽ cao hơn nó mới rút mới tới đó, đúng không? Rút mà nó đứng lâu ngày đó. Nó đã khô bớt. Nó đã khô bớt rồi. Ẩm cái tường luôn mà. Lúc nãy mình rờ là tường còn ẩm ướt. Khảo sát nhà cho các chị. Ngập hết. Chỗ này rất là ướt và rất là bùn. Cái đoạn này cực kỳ bùn luôn. Không đi khảo sát nhà cho các anh chị. Bây giờ rút xong rồi. Mấy ngày nay là đâu có mưa đúng không? May mắn đó. Khô một tí đi để cho bà con mình khỏe ăn chút. Cẩn thận. Hiệu với Bình cẩn thận nha. Cả nhà mình cẩn thận nha. Còn hơi bùn đó nha. Em thấy không, nước nó rút xuống rồi đấy chưa? Lúc mới là cao lắm chị ạ.
hy vọng sau lũ này thì bà con mình có thể ngành nông bội thu hơn tí để bù lại những cái mất mát quá nhiều luôn. Coi ở trong mấy thông tin đó, trong truyền hình đó mà đau lòng, không ai chịu nổi hết, khóc nức nở luôn. Trời ơi coi kìa, nhà dày làm sao mà có điều kiện sống tốt được. Thương quá trời thương luôn. Bé Nhi ơi, bé Hà ơi, coi kìa các em. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Dạ con dạ. 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 Dạ xin chào ạ. Dạ xin chào. Dạ chào. Đây là chỗ này, đây là chủ nhà. Ồ, đây mới là chủ nhà. Hợp. Hợp. Chào Hợp. Gia đình đây thì cũng làm vay mượn về để làm kinh tế, nhưng mà lũ lại cuốn trôi đi hết. Mấy cái bầy nuôi ếch này, nuôi lươn, nuôi ba rồi bị mất hết luôn. Không còn gì. Dạ. Là Hợp làm về kinh doanh cái gì? Dạ, em nuôi ếch các kiểu, ếch cá với ba. Ếch cá ba. Dạ. Rồi lũ vậy là trôi hết rồi. Dạ, đi hết rồi. Rồi bây giờ rồi có nuôi lại được chưa? Chưa. Chưa. Dạ. Rồi tiền nợ người ta vẫn còn. Vâng. Rồi bây giờ nếu mà mượn nợ mới để mà nuôi lại, để mà tạo nên kinh tế thì chắc khó hả? Bây giờ mà chưa trả được nợ thì chắc họ cũng không cho vay đâu chị ạ. Dạ. Mà vay nợ hết bao nhiêu tiền? Hết ra tầm 100 triệu. Wow. Cả 100 triệu trong một khoáng chấp. Lũ lụt tới là mất hết. Dạ. Rồi bây giờ Hợp đang sống với ai? Em sống chồng với hai đứa con ạ. Hai đứa con. Con mình bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay là học lớp 8. Một đứa học lớp 8 và một đứa học mẫu giáo ạ. Một đứa lớp 8, đứa học mẫu giáo. Rồi còn chồng em đang làm gì? Chồng em cũng đi làm việc tự do đó. Làm việc tự do. Rồi hôm nay chồng có ở nhà không? Chồng em thì đi làm ở trong huyện nên là không về được. Làm trong huyện hả? Làm nghề tự do là làm gì? Lái máy á, lái máy xúc ạ. Lái máy xúc cho người ta. Thương quá trời thương. Rồi mấy đứa nhỏ đi học chưa về? Đi học hết rồi. Rồi em có phải đi đón không hay là các con tự đi học? Em đi đón á. Mấy giờ thì đi đón con về? 4:30 rồi. 4:30. Cũng đúng thời gian là tụi chị đến đây. Vẫn kịp giờ để mà trao quà cho em. Thương quá. Thôi bây giờ đáng lẽ là mình góp cái vốn lớn, giờ mình làm cái góp vốn nhỏ nha, từ từ. Đây là mấy cái bể này là mấy bể nuôi đó hả? Vâng. Là nuôi ếch. Ê, vẫn còn ếch nha. Còn vài con ở đây không, con còn là gì hết rồi. Không, sót lại còn sót lại thôi. Còn bể nào làm nuôi ếch chứ gì nữa ta? Tất cả bể này nuôi ếch, hai bể kia là em nuôi ba với lại nuôi cá. Cá với ba. Thì bây giờ cá với ba là mất hết rồi. Chỉ còn một cái hộp ếch thôi. Ở này thì bây giờ hết nuôi ếch rồi, bỏ vịt vào thôi. Bỏ tạm vào đấy chứ. Bỏ tạm vào thôi ha. Trời ở đây còn xinh nè. Trời ơi. Đi không muốn được luôn. Rồi nhưng mà nếu mà sao tái thiết lập lại rồi em vẫn tiếp tục muốn nuôi ếch với ba nữa hả em? Vâng. Ếch ba với cá. Em đầu tư bể các kiểu vào mất khá nhiều tiền chứ. Bây giờ đúng rồi. Lại thì nó trôi đi hết rồi, lũ qua là nó đi theo nước đi ra xuống. Là phóng sanh luôn rồi đó. Phóng sinh. Rồi hợp ha. Giờ thôi bây giờ bên đoàn chị thống nhất với nhau á. Là gửi hỗ trợ em 20 triệu nghe. Dạ, để là mong là em cùng với ông xã. Rồi ngập thì không ở được, thì đang ở tạm nhà bà ngoại. Đang ở tạm nhà bà ngoại. Khu thì mới dọn dẹp mới ở. Cái lúc mà gặp đàn bùng nó có bùng trong nhà không chị? Hết. Vừa dọn đi. Chị vừa dọn. Hôm nay vừa dọn. Cháu nó dọn dẹp mới nhìn
nghỉ gần xong. Ủa rồi rồi mấy bữa gì rồi ngủ ở đâu hợp? À, ngủ nhờ nhà bà ngoại ạ. À, ngủ nhờ nhà bà ngoại. Vâng. Nhà bà ngoại thì không có bị lên cao vậy. Vâng. Nhà bà ngoại như vậy này. À, thôi vậy cũng được. Cũng còn có mấy nay còn có bà ngoại. Còn có bà ngoại. Nhưng mình là bà ngoại mất rồi thì mình học. Dạ, không thì đừng nói này cháu bà nội mà tội bà ngoại mà. Dạ em cũng vậy đó. Dạ. Thôi giờ mình trao tặng tiền ha. Dạ. Bây giờ bên bàn của chị tại rất có nhiều hộ đó. Cho nên bên bàn chị là xin gửi hỗ trợ trong những cái lúc mà khó khăn như thế này. Để có thể một phần nào đó là em có thể cải thiện lại tất cả những cái cuộc sống, những cái ước mơ của mình một phần nào ha. Rồi chị hy vọng là tất cả nhờ các cô chú thiện nguyện tiếp tục chung tay. Và với cái lớp trẻ ha, với cái sức trẻ, cái nhiệt huyết vẫn còn có nhiều cái cơ hội nữa. Thì vợ chồng em và các con sẽ tốt hơn. Chúc em nhiều sức khỏe nè. Rồi các con luôn học giỏi nè, chồng là công việc ổn định như vậy ha. Rồi công việc làm ăn thì sẽ mỗi ngày, mỗi sẽ trở lại tốt hơn và thành đạt hơn. Ở đây, chị thay mặt đoàn gửi cho bé Hợp 20 triệu. Em cảm ơn chị ạ. À, rồi. À, rồi em cảm ơn, đây là bên tổ dân phố. Tôi báo cáo các đồng chí trong đoàn. Dạ. Tôi là bí thư tổ trưởng tổ dân phố, tổ 17. Dạ. Thì hôm nay thì tổ cũng rất vinh dự được đón các đồng chí trong đoàn ở rất xa mà dạ. đến tận đây. Dạ. Thăm, động viên và tặng quà. Dạ. Đây cũng là một cái nguồn động lực để cho các cháu nó vươn lên, bởi các cháu còn trẻ. Từ người chỉ có thế này, chồng đi bộ đội về mấy năm, xong đi làm Bắc Ninh, Bắc Niếc về, thì bây giờ học được cái nghề máy xúc, thì cũng đi lái thuê cho người ta tháng được độ 6-7 triệu, làm trong rừng, không có sóng. Thì cũng rất cảm ơn là các chị trong đoàn, dạ. Mặc dù ở tận Tây Ninh, chị nghệ sĩ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Vâng. Dạ, không phải Tây Ninh, em ở Sài Gòn. Chị ở Sài Gòn này. Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thành phố Hồ Chí Minh. Đến dạ. Đây tặng quà thì cũng biết nói gì. Dạ. Đấy thì cũng để cho các cháu nó có cái nguồn động lực, cố gắng phấn đấu. Bây giờ con còn nhỏ, thực sự là nhà thì trong thời gian tới này thì phường rồi các cơ quan đoàn thể sẽ tổ chức ủng hộ làm cái nhà cho cháu nó ở nó đàng hoàng. Bây giờ thì mới khởi nghiệp, mà dạ. Mới khởi nghiệp vay được 100 triệu thì vỗ cho cái coi hết. Bây giờ lại nợ mà bây giờ vay là không được nữa. Và dạ. Xin cảm ơn chị. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn anh đã phải nhờ các anh thấy những cái hoàn cảnh gì thì mới đưa lên cái ý kiến để mà tụi em có thể đến tận nơi để giúp sức cho mọi người. Dạ chân thành cảm ơn bên các anh chị. Dạ. Đây là trưởng ban công tác mặt trận. Tổ dân phố, để em chào chị. Vui quá. Người gặp tiền đúng rồi, thì mình ai biết rồi. Trên anh rất là nhiều rồi. Chị ba tờ ạ. Ba tờ ạ. Chị rất là nhiều rồi. Đấy. Đấy. Dạ. Mình đúng là bây giờ mới gặp được người thật. Dạ. Chị mà lên cái muốn hẹn hò ấy, muốn quyền linh thì gặp nhiều. Anh chủ. Lấy chủ. Nghệ sĩ nổi tiếng. Em là hay xem lắm. Em là hay xem lắm. Vào đây. Vào đây. Đàn nào hợp đứng vào giữa đi, hợp đứng nghe đẩy. Thôi sao đứng đây được. Đây là nghệ sĩ. Được vào chụp với lại Ngọc Huyền thật đấy nhá. Cảm ơn các anh chị. Dạ. Quá đi. Nhập gửi máy cho chú nhá. Thì chú lên ký ba tờ trên. Lên tổ. Ba tờ. Lên phây. Dạ lên phây. Lên phây thế này cũng gặp. Đó anh gặp anh chị trên đây. Quá đẹp. Cảm xinh tươi. Dạ. Rồi có cần chị ký không? Chị giữ một tờ. À chị ký kìa. Giữ tờ chị khỏi ký đi ha. Không có cần phải cảm ơn chị. Chị có cần là em vượt qua khó. Những cái gì mình thất bại thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình cho nó qua đi. Thiên tai thì ai cũng phải chịu, không phải chỉ riêng mình. Thì mình cho cái đó là cái nỗi đau chung của tất cả mọi người. Và mình phải cố gắng vượt khó để mà mình năng động trong cuộc sống và làm việc tốt hơn. Và hy vọng rằng là
từ chồng em cho tới em để mà kiếm lại cái thu nhập để mà lo cho gia đình ha, và không có buồn ha, như vậy là vui rồi. Thì nhân đây em còn phải đi những nơi khác nữa, nhưng mà em cũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã hỗ trợ cho bé họp nha. Rồi bây giờ họp là bây giờ phải là cố gắng lên, không có buồn nữa, nhìn mặt giàu giàu buồn hoài ha. Rồi cố gắng lên nha. Dạ rồi, chúc sức khỏe các anh chị, các cô chú đã hỗ trợ cho đoàn để tìm ra những cái hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ như vậy, để mà tận tay để lo cho, chia sẻ cái sự thương yêu để mọi người vượt khó từ tinh thần lẫn vật chất để mà cải thiện cuộc sống của mình mỗi ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi ôm em gái một cái. Rồi, truyền năng lượng. Truyền năng lượng yêu thương. Rồi cho chị thăm ông xã em, với lại hôn mấy đứa nhỏ nha. Dạ rồi, em chào các anh chị. Dạ, chào em nha. Cảm ơn, cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn em. Em vẫn đi với chị tiếp mà phải không? Vâng. Mấy clip dài chị Huyền chào bà con cô bác đi chị Huyền. Rồi, bà Ngọc Huyền chào bà con cô bác nha. Clip quá dài rồi, cho nên thôi. Những cái hoàn cảnh tới mình sẽ tiếp tục những cái clip khác nha. Quý bà con cô bác cảm ơn đã theo dõi và hãy chia sẻ cái sự yêu thương này. Trong cái cuộc sống thì ai cũng đều có những cái khó khăn mà chúng ta phải vượt qua, nhưng mà chính nhờ sự yêu thương, lo lắng và quan tâm của rất nhiều người xung quanh thì cái cuộc sống của những người khó khăn, bất hạnh, và đặc biệt là trong những cái mùa thiên tai bão lụt này sẽ được vượt khó. Cuộc sống sẽ lan tỏa yêu thương, hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà.